Trong những ngày qua, người dân không khỏi lo lắng trước những thông tin gạo nhựa xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay như phản ánh của chị Phương Đông, chị cho biết mình đã mua phải loại gạo bất thường cách đây hơn 2 tuần. Với số lượng là 20 kg gạo tại một cửa hàng gạo quen biết. Mấy ngày đầu, lô gạo mới đem đi nấu lần nào cũng nhão, cơm nửa chín, nửa sống. Sau nhiều lần nấu, nhận thấy sự bất thường trong hạt gạo, người nhà chị Đông mang rang thử trên chảo. Chừng 4 đến 5 phút, gạo chuyển sang màu đen, bốc khói khét lẹt, mùi nhựa rất khó chịu và gạo bị kết thành từng cục. Mặt chảo dính nhiều vết đen như thế này. Gia đình đang ăn thì cũng giỡn, mọi người cũng giỡn kêu nhai vừa phải thôi, chứ đừng có nhai kiểu như vậy thì đau bao tử thì cũng từ từ mới chết, còn bể răng thì ấy thì chúng tôi cũng nói giỡn với nhau như vậy. Thành ra là thực sự đến bây giờ cả gia đình đều cảm thấy rất là bất an và không biết tối nay là sẽ dùng cái gì. Thì tôi thấy tôi rang lên rồi tôi thấy nó mùi khét của nhựa và nó đem nó kết dính lại gạo. Thì cũng từ nhỏ cũng ở quê, cũng ở Đà Nẵng đó, thì cũng ăn gạo, cũng gạo quê thì cũng rang lên vậy mà chưa bao giờ thấy là nó có thể kết dính lại như vậy được. Nghĩa là ví dụ giả sử như nấu cháy thì chị thấy cái mùi khét của gạo, chứ cái này là mùi của nhựa. Chưa hết nghi ngờ, chị Đông tiếp tục rang gạo do nhóm phóng viên VTC 14 mang đến. Cùng thời gian rang nóng như trước, nhưng sự khác biệt thì dễ nhận ra. Chúng tôi đã mua gạo ở một cửa hàng khác và mang về rang trong cái thời gian 4 phút giống như vừa nãy. Và đây là kết quả chúng tôi nhận được giữa hai loại gạo khác nhau. Quý vị có thể thấy, đây là gạo của gia đình chị Đông nghi ngờ là có chất lạ trộn vào gạo. Còn đây là gạo mà chúng tôi mua tại một cửa hàng khác. Trao đổi với VTC 14, tiến sĩ Trần Ngọc Lan, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gạo có thể bị cháy và khét là bình thường. Còn chuyện vón cục là chưa thể kết luận. Gạo này có thể đem xét nghiệm thử bằng chất iốt trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sự lo lắng của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi không ít thông tin gạo đang được làm giả xuất hiện trên thị trường và các sản phẩm rau củ khác đang có không ít chất độc hại. Tôi nghĩ là rất là phi lý và tin đồn đó là không có phải. Quan điểm của tôi là không có phải. Còn nếu như gạo giả thì làm cái gì giả thì có khả năng làm được, nhưng gạo thì không bao giờ có. Vì hạt gạo này nó là một cái thực tế rồi. Khi mua về thì nó vo ra công đoạn, nó nấu cơm thì thực tế rồi, chứ không có gạo giả. Có một số nhà, ví dụ khách hàng thì người ta bảo rằng là có gạo giả, nhưng mà bảo thì bản thân tôi bán hàng bao nhiêu năm thì tôi chưa thấy gạo giả bao giờ. Đó. Nếu mà tôi đảm bảo gạo giả, ai có cân ký gạo giả nào đến bao nhiêu tiền tôi lấy cho. Nói thật, chắc là không bao giờ có. Theo quan điểm tôi, những đó là tin đồn, không đúng sự thật. Gia đình nhà cô ăn cơm thì cô chọn gạo, tức là cô không có chọn, cô ăn loại gạo thường. Mà cô ăn chỗ quen, có nghĩa là cô chỉ ăn một cái loại đó là 4-5 năm nay rồi. Mà cô ăn loại bình dân, bình thường, từ 13 đến 14 ngàn. Tức là nếu mà như gạo cô thấy cảm thấy nó cũ quá là cô xuống cô đổi. Là thường cô ăn như thế nó dẻo và thơm của cái hương thật. Không phải là cái hương của những cái hương liệu về hóa chất. Mẫu gạo lấy từ gia đình chị Phương Đông, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển đến công ty Sắc Ký Hải Đăng vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Trao đổi với phóng viên VTC 14, giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dựa vào những thông số trên, có thể khẳng định mẫu gạo đưa đến là mẫu gạo thật, không có thành phần plastic, nhựa được tìm thấy. Như vậy, đến lúc này có thể khẳng định không có gạo giả làm từ nhựa hay chất liệu khác được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về hiện tượng gạo rang khét bị vón cục, giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn cho rằng phải có kiểm định chuyên môn của Viện Nông nghiệp miền Nam hoặc Cục Trồng trọt để có thể xác định được cụ thể. Trao đổi với phóng viên VTC 14, chuyên gia trong lĩnh vực hóa học tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Ngọc Lan, Đại học Khoa học Tự nhiên khẳng định rất khó có thể làm gạo từ nhựa và bán như nghi ngờ của người tiêu dùng, vì giá thành của nhựa rất đắt. Bên cạnh đó, nếu là gạo nhựa thì không thể nấu và ăn. Tuy nhiên, việc gạo khi rang cháy lại chảy nhão và vón cục là điều không bình thường. Có khả năng một thành phần kết dính nào đó được trộn vào chung với gạo. Việc xác định thành phần của mẫu gạo trong những ngày tới có thể phần nào giải thích được hiện tượng gạo bị cháy nhão, vón cục sau khi rang cháy như trong clip được công bố trước đó. Có thể thấy, chưa bao giờ người tiêu dùng lại cảm thấy hoang mang và lo sợ về chất lượng bữa cơm gia đình như hiện nay, khi liên tiếp những thông tin về việc lương thực, thực phẩm bị làm giả, bị nhiễm độc được phát hiện và đăng tải trên báo chí. Bên cạnh gạo giả, tình trạng gạo chất lượng kém cũng khiến không ít bà nội trợ phải đau đầu khi lựa chọn loại gạo để mua. Vì muốn tăng lợi nhuận, nhiều thương lái không ngần ngại trộn gạo thường với gạo thơm để bán với giá đắt hơn. Nhiều loại gạo không rõ xuất xứ được bày bán tràn lan ngoài thị trường. Chất lượng không được đảm bảo, nên khi có vấn đề xảy ra, người dân không biết phải kêu ai. Đó là chưa kể đến những loại gạo bị tẩm ướp hương liệu, bảo quản không đúng quy định, đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng. Còn người mua thì theo thói quen mà mua gạo tại các đại lý gần nhà với những loại gạo không kiểm chứng, không tên tuổi. Tất cả đều tin vào người bán và mua về thử mới biết. Việc xét nghiệm và đưa ra kết quả cụ thể chắc chắn không phải là người dân, vì họ vẫn đang phụ thuộc vào thị trường vốn rất ít niềm tin này. Việc mua gạo chủ yếu qua hệ thống bán lẻ, không có nhãn mác sẽ dẫn đến nguy cơ người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi, thậm chí còn bị ép giá. Thói quen của người Việt Nam ưa rẻ và thường những sản phẩm không nhãn mác rõ ràng, không có nguồn gốc thì giá thấp, vừa với thu nhập của người dân nói chung. Ra cái vụ này chắc cũng không lo lắng gì, gạo mình là dư rồi, phải không? Còn đi xuất khẩu ở ngoài nữa mà làm sao mà làm gạo giả được. Đúng ra gạo quen thì mình mua, thì thí dụ mình dòm mà thí dụ nó trắng mình ăn hàng ngày đó rồi mình mua thôi. Thì mình mua gạo, thấy mua gạo người quen với gạo ngon rồi ăn gạo đó coi được rồi mình mua trắng rồi với nấu ăn đó được rồi mình mua thôi. Tuy nhiên dễ nhận thấy gạo ngon và mới thường có hạt đều, căng bóng nhưng không quá trắng. Ngửi sát mũi thì có vị thơm nồng tự nhiên. Nếu gạo có mùi thơm không tự nhiên hoặc mùi hôi, thường là gạo đã cũ hoặc được tẩm ướp hương nhân tạo. Để nhận biết gạo đã tẩm ướp hương nhân tạo, bạn có thể quan sát khi nấu cơm. Loại gạo này thường mất mùi khi nấu chín hoặc bay hết mùi sau vài ngày khi mua về. Chính vì loại này thường chỉ nhận biết rõ hơn sau khi mua, nên lưu ý không nên mua quá nhiều gạo một lần. Gạo là một thực phẩm không thể thiếu đối với con người do những giá trị dinh dưỡng của nó mang lại. Vì thế khi chọn mua gạo nên chọn hạt gạo còn dính áo cám, nấu lên sẽ ngọt và nhiều dưỡng chất hơn so với loại được xay xát trắng bông. Vì thế khi chọn gạo, bạn cũng không nên chọn loại có hình thức quá sạch sẽ, vừa ít dưỡng chất, vừa có thể là gạo đã được tẩy trắng từ những loại kém chất lượng. Khi nấu cũng không cần vò quá kỹ để hạn chế trôi mất lớp áo cám chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Là người nội trợ, chị Nguyễn Thị Minh Thư luôn cố gắng tìm hiểu kỹ thị trường thực phẩm mình mua để đảm bảo an toàn cho bữa cơm gia đình. Bởi nếu không cẩn thận, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Đối với những thông tin về chất lượng gạo như hiện nay, thì việc mua gạo trở nên khó khăn đối với người tiêu dùng như tôi. Tuy nhiên khi mua gạo thì tôi cũng có một số lưu ý, như là tôi chọn mua gạo ở những nơi uy tín, có hạn sử dụng và nguồn gốc rõ ràng. Với cuộc sống hiện đại ngày nay, hầu hết mọi gia đình đều nấu cơm bằng nồi cơm điện. Thế nhưng, nấu cơm như thế nào là đúng? Hạt cơm dẻo ngọt thơm, giữ lại tối đa chất dinh dưỡng, không bị cháy và nát, không phải là điều đơn giản. Nhiều người nghĩ thật đơn giản khi chỉ biết cho gạo vào son và vo gạo cùng với nước thật sạch, sau đó canh nước sao cho nấu cơm không bị nhão, và cuối cùng bỏ vào nồi cơm điện, bấm nút là xong. Theo tôi thì nếu như mua gạo trong siêu thị hoặc trong những bao đóng gói sẵn thì mình có thể quan sát hàng sử dụng, ngày sản xuất. Nếu như ngày sản xuất càng gần thì gạo càng mới. Trong trường hợp mua lẻ ở các cửa hàng đại lý thì tôi thường mua với lượng vừa phải, đảm bảo lượng gạo ăn trong thời gian ngắn. Như vậy sẽ không sợ gạo bị để lâu ẩm mốc trong nhà. Chúng ta nên vo gạo nhẹ nhàng qua rá để loại bỏ trấu, sạn. Sau khâu này nên để gạo ráo một lúc trước khi nấu. Đo lượng nước thích hợp cho lượng gạo trong nồi. Cần lưu ý, lượng nước cho gạo dẻo và gạo khô không hề giống nhau, cũng giống như gạo mới và gạo cũ. Nếu bạn dùng gạo cũ, gạo khô thì cần cho thêm chút nước. Muốn cơm ngon, hãy nấu trong một chiếc nồi rộng để hạt cơm có không gian được nở đều. Trước khi nấu phải lau sạch lòng nồi, xoay nhẹ để đảm bảo đáy nồi tiếp xúc hết với mâm điện. Đóng nắp, cắm điện, bật công tắc nấu. Nồi cơm ngon được quyết định bởi lượng nước, nhiệt độ. Một chiếc nồi có nắp đậy thật chặt. Khi nấu và lúc cơm chín, nên cho nó một thời gian nghỉ ngơi rồi hãy ăn. Đóng vai trò chủ chốt trong khái niệm bữa cơm gia đình. Bát cơm trắng, dẻo thơm chính là chất nhựa liên kết các món ăn lại với nhau. Cơm giúp mọi người no bụng, hạt cơm nóng hổi, thơm lành, chứa đựng tình yêu của người phụ nữ dành cho các thành viên trong gia đình. Vì thế, không lạ gì khi hạt gạo được đại đa số người dân các nước phương Đông với nền văn minh lúa nước, những quốc gia sống thiên về ý nghĩa tinh thần lựa chọn là nguồn thực phẩm chính cho đời sống hàng ngày. Không những cơm ngon mà những màu sắc đẹp mắt cũng như các bày biện của các món ăn cũng giúp sự hấp dẫn của bữa cơm tăng lên rất nhiều. Những bữa cơm gia đình được sửa soạn theo cách riêng thích hợp với khẩu vị và thói quen của từng người, lại được chăm chút bằng tình thương của người thân trong gia đình. Có thể nói, bữa cơm gia đình là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn con người, tạo nên tình cảm thắm thiết giữa các thế hệ trong gia đình. Đó cũng là lúc hai từ sum họp được thể hiện trọn vẹn và ý nghĩa nhất.